Xin chào, đây là con bò. Bò nói, xin chào. Không, tôi không phải cái chữ đen ngòm, chết cứng đó. Tôi đẹp và sinh động hơn nhiều. Các bạn, ai cũng bảo tôi ngu mà sao ai cũng thích ăn thịt tôi vậy? Thật là mâu thuẫn. Không, có ai ăn thịt bò sống hay thịt bò luộc đâu. Họ ăn hương, ăn vị đấy chứ. Thịt bò, không còn là thịt bò, bò ạ. Đã thành các món ăn thật thơm ngon. Trong thiết kế PowerPoint, nếu chỉ có nội dung, những con chữ đen trắng thôi, thì chẳng khác nào thịt bò sống. Nội dung được đồ họa hóa, giống như thịt bò được chế biến thành các món ăn thật thơm ngon. Slide không đồ họa là một slide chết. Một bức ảnh đáng giá nghìn từ, vừa cô đọng vừa sống động, lại kích thích thị giác, óc sáng tạo của người xem. Tuy nhiên, nếu không có nội dung, thì chúng ta chẳng có món ăn nào cả. Nội dung giống như con số 1, nếu chỉ riêng nó thì thật nhỏ bé. Đồ họa giống như những con số 0 phía sau sẽ làm tăng giá trị của nội dung lên nhiều lần. Bạn muốn nhận nhiều tiền hay ít tiền? Muốn nhận nhiều, hãy sử dụng thêm hình ảnh, hình vẽ, các thiết kế, sắp xếp. Trước hết chúng ta sẽ phân loại các dạng ảnh để biết cách sử dụng. Mỗi loại có những tính chất đặc điểm riêng, phù hợp với những mục đích khác nhau. Ngoài ra cũng cần có tiêu chí để chúng ta tìm kiếm ảnh. Phân loại theo ý tưởng và thị giác.